Dạ em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai kẹt trên cả nước, đang xem kênh Cuộc Sống Con Đường Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì em trở lại chế chỗ của Khả Như, chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một lô phôi mai tứ quý, phôi mai vàng, hàng cây bonsai lục lực đế đẹp ạ. Mong cô chú anh chị yêu thương ủng hộ Khả Như, ủng hộ kênh Cuộc Sống Con Đường Hậu Giang ạ. Dạ bước sang năm mới, em xin kính chúc cô chú anh chị mình một năm vạn sự như ý ạ. Em xin phép được lúc chia sẻ lên cô chú anh chị ha. Dạ em xin chào Khả Như ơi. Dạ chào Phương, em chào quý cô chú ạ. Dạ đầu năm con xin chúc quý cô chú nghe dồi dào sức khỏe vạn sự như ý ha. Dạ hôm nay con có lên clip một số phôi mai vàng và mai tứ quý phục vụ quý cô chú nha. Dạ con xin mất thời gian quý cô chú xin vô cây số 1 ha quý cô chú. Dạ, à phôi số 1 là một phôi thú nha quý cô chú. Có vẻ chịu phía trước luôn hết cô chú anh chị. Cây này nó già cây lắm rồi quý cô chú. Thân nó lên xù xì hết trơn ha. À. Nhỏ gọn dễ chơi dễ ghép nha cô chú anh chị. Cây này mình ghép mình để bàn đẹp lắm ha quý cô chú. Rồi. Xin cho thông số nha. Mình tại vị trí này là 20 ha. À. Chiều cao của nó từ một bầu lên tới đỉnh là 29 ha. Đường kính bầu là 30 ha. Cái chiều dài của con thú là cũng 30 luôn ha quý cô chú. Rồi, nôm đế là 16 ha. Rồi, cây mai vàng mã số 1 em xin giao lưu với quý cô chú là 900k ha. Dạ, 950 nha cô chú anh chị, giá dễ chơi ha. Rồi. Mã số 2. Rồi, mã số 2 cũng một phôi mai vàng ha. À, cây chật cốt cành đều ha quý cô chú. Đế thì nôm đặc cứng luôn ha. Nó nôm mà nó gom cũ nha cô chú anh chị. Không có trống vách nào luôn à. Cọng đế thì to to không ha quý cô chú. Nhìn ngoài nó như cái nôm. Cái này cốt cành cũng lực lắm với cô chú anh chị nha. Cây đang có một bông luôn hết cô chú anh chị, bông giảo luôn ha Như ha. Dạ, cây này bông giảo Thủ Đức Gin ha. Đó, mặt bông rất là đẹp luôn quý cô chú ơi, 5-7-9 cánh luôn ha. Bông to khoảng 6cm ha. Dạ. Cành thì nó bỏ đi tứ diện mà cốt cành lực nha cô chú anh chị. Rồi, xin cho thông số nha. Hoành tại vị trí này là 39 ha quý cô chú. Dạ. Cho chạc nở dưới một chút ha. Là 44 ha. Rồi, củ đế đặt của em nói ha, củ đế đặt kẹo ở trên này luôn ha. Là 106 ha. Đó, củ đặt trên này ha. Rồi. Nôm đế là 32 ha. Thoát thân từ cổ đế lên tới cái chi chi đầu tiên là 27 ha. Tổng hoành đế là 108 quý cô chú ơi. 108 ha. Cây này cao khoảng 1m6 quý cô chú ơi. 1m6 nha. Dạ cái này mình thích chơi gin cũng ok hết cô chú anh chị, mặt bông cây đẹp luôn ạ. À. Cây này mình nuôi cái tương lai lắm ha quý cô chú. Bông đẹp mà chi cành đều, củ đế đặc nữa ha. Một khối. Dạ, dạ, cây này mình Zalo giá bao nhiêu? Rồi, cây mai vàng mã số 2 lần xin Zalo với quý cô chú là 11 triệu ha. Em bao phí toàn quốc ha. Dạ, rồi. Cây số 3 nha quý cô chú anh chị. Cây số 3 cũng một phôi mai vàng ha quý cô chú. Dạ. Nhãn thú có đuôi luôn nha quý cô chú anh chị. Nhìn như con ếch vậy ha quý cô chú. Dạ nó bắt đầu bể xù nu trên ha. Cây này nu chứ không phải xù ha. Nó có vẻ chịu phía trước luôn cô chú anh chị, nhìn giống như những thú đang ngồi vậy ha. Cục đế gom lại nhìn thấy thường lắm quý cô chú. Đều chân không chống nào mà gom lại nữa ha. À. Dạ, em xin số đo luôn ha. Rồi,
Hoành tại vị trí này là 26 ha. Đó, cục đế đặt ở đây là 56 ha. Chiều cao của nó từ mặt bầu lên tới đỉnh là 30 ha. Đường kính bầu là 32 ha. Rồi, cây mai vàng mã số 3 này em xin giao lưu với quý cô chú là 1.400.000 ha. Dạ, nhìn cái thôi có duyên lắm mấy cô chú nha. Cây này mình ép vô chậu ba mình trồng cắt đẹp quý chú ơi. Nhìn nó lực lắm ha. Dạ, dạ, cây mã số 4. Rồi. Mã số 4 cũng một phôi mai vàng lắc lượng ha quý cô chú. À, chi thì đủ hết trơn ha. Đế cũng khá đế nha cô chú chị. Đế cũng đều hết nè. Cái này nó già dữ lắm đó cô chú. Thân nó lên nu xù hết trơn ha quý cô chú. Mà này này em tính cây trơn ha. Đế thì tứ diện hết nè. Dạ em xin số đo nữa ha. Rồi. Quanh tài trí là 29 nè. Dạ. Chiều cao của nó từ bầu lên tới đỉnh là 44 nha. Đường kính bầu dài nhất là 39 nha. Rồi, cây mai vàng mã số 4 nè, em xin giao lưu với quý cô chú là 1.200.000 ha. Dạ, 1.200.000. Dạ, và mã số 5. Mã số 5 là cũng một phôi mai vàng ha quý cô chú. Bốn măng lùng lực ha. À, này nó có mấy chị còn đeo lên nhìn cũng thấy thương ha. Mình ghép vô đây cũng được ha. Này là bút măng gõ luôn ha quý cô chú. À. Dạ, nó già cây nó mới lên cho mày hết trơn á cô chú gì. Em xin số đo luôn ạ. À. Hoành tại vị trí này là 38 nha. Dạ. 38 không cắn nở đâu chân heo quý cô chú. Rồi. Chiều cao của nó từ một bầu lên tới đỉnh là 42 ha. Đường kính bầu dài nhất là 35 ha. À. Rồi cây mai vàng mã số 5 em xin giao lưu với quý cô chú là 2.900.000 ha. Dạ 2.900.000 nha cô chú, nhìn cây lùng lực luôn. Nào mà đam mê cây bonsai lùng lực thì alo em cây này ha. Đế thì nó cấm đều hết heo quý cô chú đây nè. Ở trong này vẫn còn ha. Đế là không thiếu chỗ nào hết ha. Cây này bonsai đế vàng đẹp lắm. Dạ dạ. Dạ. Dạ mã số 6. Một mã số 6 một phôi mai vàng ha quý cô chú. Cây quá không cô chú chị ha. Cái con quá lắc à. Gắt lắm luôn à. Này có cục đặc hay ha, như trái bí vậy. Dạ, đế thì ôm cứng bầu luôn nha cô chú chị. Dạ rồi, em xin số đo luôn ạ. Rồi. Còn tại vị trí này là 19 nha quý cô chú. Dạ. Rồi. Em đo cái cục đặc của nó nha. Cục đặc của nó là 50 ha. Dạ. À. Chiều cao từ mặt bầu lên tới đỉnh là 40 ha. Từ cái cổ đế lên tới đỉnh là 24 nha. Cục đặc của nó là 99 nha quý cô chú. Đế là cứng vậy nha quý cô chú. À. Đồng rễ nó cú tròn 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 như mấy cái đồng tiền nó cô chú anh chị ha. Dạ rồi em xin giá luôn ạ. À. Rồi cây mai vàng mã số số 5. Số 7. Phôi mai vàng mã số 6 nha. Em xin giao lưu với quý cô chú là 3.800.000 nha. Dạ, có cành có sẵn luôn cô chú. Cây này là mình trồng trên cái chậu cổ mà trồng khoảng tới đây ha quý cô chú, nó phô nguyên cái này lên ha, nhìn rất là đẹp ha. Dạ rồi. Mã số 7. Đó, 7 của một phôi mai vàng ha quý cô chú. Cái đường thân nó lắc rất là gắt nha quý cô chú anh chị, dán lông luôn ha. Ở trong đây chơi gồng muốn thì về chơi dán thế luôn nha cô chú anh chị. Nguyên cụ này là đặt cứng ngắc luôn ha quý cô chú. Cái này thọt ấy vô không được luôn ha. Đây nè, đều hết trơn vậy. Cụ này là nó cứng luôn ha.
cái này cứng cái bầu đế luôn á quý cô chú anh chị. Tổng đế to hay to không ha? À, ok. Dạ. Rồi, hoàn tại vị trí này là 22 nha quý cô chú. À. Cục đặt ở cái trên của nó là 54 ha. Dạ. Rồi. Chiều cao của nó từ một bọc lên tới đỉnh là 43 ha. Chiều cao từ gố đế lên tới đỉnh là 27 ha. Rồi, em đo tổng hoành đế cho quý cô chú tham khảo nha. Tổng hoành đế của em nó là 117 ha. Tổng củ đặt này luôn ha. Rồi. Mình chơi hàng bonsai quá vậy luôn hết cô chú chị. Rồi, cây mai vàng mã số 7 này em xin giao lưu với quý cô chú là 3.900.000 ha. Dạ, 3.900.000. Dạ. Mã số 8. Mã số 8 nha. Mã số 8 là một con thú nha quý cô chú. Nó trường bò lết luôn. Nó nù rồi quý chú ơi. Dạ. Nù hết trơn nha. Nù nó làm tạo ra cái mặt nè ha. Này thì nó có trứng rồi nè. Trứng lọc đều hết trơn, nhỏ 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 ha. Đó, trứng nè. Đầu năm mình mua con thú trứng lọc nha quý chú phong thủy ha. Có dư luôn ha. Này hai chân trước, này hai chân sau ha. Rồi. Dạ, dạ em xin số 5 nha. Học số nha. Số là 34 nha. Chiều cao từ mặt bầu lên tới đỉnh nó là 35 nha. Đường kính dài của con thú là 42 nha. Cái đường kính bầu là 55 ha. Rồi. Cây thú mã số 8 này em xin giao lưu với quý cô chú là 5.500.000 ha. Dạ. Không có phía trước có ghế chịu cho người với anh chị ha. Dạ ạ. Lọc nhấp cái chân nè quý cô chú. Đây nè. Cục đều cho nha. Đó. Dạ, mã số 9. Cây lùng lực lắm cô chú anh chị. Này cũng một phôi mai vàng nha quý cô chú. Cây lùng lực ha. Đế thì một khối đế luôn ha. Chỗ nào cũng có đế luôn nha. Cái này đế là không chống vết nào luôn á cô chú anh chị. Ngoài nó có cục đặc này, đặc cứng luôn ha. Bự lắm nha quý cô chú. Dạ dạ, em xin số đôi luôn ha. Cây này có cốt cành sẵn luôn nha cô chú anh chị. Rồi, hoành tại vị trí này là 43 ha quý cô chú. Dạ. Không gắn nở đâu, tuốt ở trên luôn ha. Rồi. Rồi, chiều cao từ mặt bầu lên tới đỉnh là 52 ha. Đường nồm đế của nó là 28 ha. Đường kính bầu dài nhất là 62 ha. Cái này mặt cắt đang kéo nhựa của chú anh chị mình yên tâm sưu tầm luôn rồi. Cốt cành có nhưng mình lùng lực nha cô chú anh chị ha. Cây này là mặt bông cũng bông dẻo, 5-7-9 cánh bông đẹp luôn ha quý cô chú. Dạ. Quý chú không cần ghép ha. Không ghép là chắp há lửa luôn. Dạ rồi, em xin giá luôn nha. Rồi, cây số 9 này em xin giao lưu với quý cô chú là 10.500.000 ha. Dạ. Ngoài nhìn nó to, cục lùng lực đẹp lắm quý chú ơi. Một khối vậy. Đế giặt cứng ngắt nữa trơn. Dạ, mã số 10 nha cô chú anh chị. Mã số 10 ha. Mã số 10 là một phôi mai tứ quý nha quý cô chú. Đó, một phôi mai tứ quý củ đặc mà như búp măng búp giót ha. Cộng đế là to đều trơn ha. Nó gom lại tròn như cái trái bành nha quý chú ơi. Rối chồng không chống nào hết trơn ha. Nó rối chồng nè.
cục này là đặt cứng ngắc luôn ha. Rồi, chỉnh vô hộp số nha. Rồi, quanh tay vị trí này là 33 nha. Chiều cao của nó từ một bầu lên tới đỉnh là 54 ha. Đường kính bầu dài nhất là 47 quý chú ơi. Nồm đế em nó là 19 nha. Rồi, đem đo cái giấc ngọn với chú tham khảo đó là 14 nha. Cái này là bầu tới đâu là gãy tới đó luôn ha quý cô chú. Kè tư quý mà số 10 này em xin Zalo với quý cô chú là 6.500.000 ha. Dạ, 6.500.000 nha cô chú anh chị. Còn nó đặc cứng rồi quý chú, một ôm ha. Nhiều bánh mì đặc gột ha. Dạ, dạ. Dạ. Em đặt dạ số 11. Số 11 cũng một phôi mai tứ quý nha quý cô chú. Lùng lực cú đế luôn ha cô chú. Cộng đế to đều chân ha. Dạ là cắm cắm xuống hả mọi người cô chú anh chị ha. Dạ rồi, em xin số đo luôn ạ. Hoàng tại vị trí này là 39 nha quý cô chú. Nó không cắn nở đâu hết trơn ha. Rồi, chiều cao của nó từ mặt bầu lên tới đỉnh là 47 nha. Đường kính bầu dài nhất là 37 nha. Nôm đế em nó là 19 nè. À, cục đế đặt ngay đây là 80 ha. Rồi, cây tứ quý mã số 11 này em xin Zalo với quý cô chú là 4 triệu nha. Dạ, 4 triệu nha cô chú anh chị. Dạ, dạ, em đỡ luôn ha. 12. Một phôi mai tứ quý mã số 12 nha quý cô chú. Một cốt mà 5 đợt ngũ phúc ha. Hình như bàn tay ha. Cái này cũng có 5 một rồi cô chú anh chị mình yên tâm sưu tầm luôn à. Nguyên cái đống đế luôn nha cô chú. Này là khối đế đặc luôn nha quý cô chú. Một ôm luôn ha. Này bầu tới đâu gãy tới đó luôn ha. Rồi, xin vô thông số nha. Rồi hoàn tay chí là 30 ha. Chiều cao em nói từ một bầu lên tới đỉnh là 60 nha. Từ gỗ đế lên tới đỉnh là 31 ha. Rồi, cổ đế đặc của nó ha. Cổ đế đặc kẹo của nó luôn là 107 nha quý cô chú. Dạ. À. Rồi cái nôm đế là 30 ha. Đường kính bầu là 58 nha. Rồi. Cái mai tứ quý mã số 12 này em xin Zalo với quý cô chú là 9.500.000 nha. Cái này về là cô chú anh chị mình có thể ghép được này luôn ha. Cây có đăng một cái nhiều dung trùng luôn rồi đó cô chú. Cây là đế là khỏi phải bạn luôn ha quý cô chú. Đế là một khối đế luôn ha. Dạ, mã số 13. Mã số 13 có một phôi mai tứ quý trực quân tử ha quý cô chú. Cốt dạ. Cành, có cốt cành luôn ha. À, bóp giót nha. Dê bỏ điều luôn á cô chú nhỉ. Điều mà nó nở cũ nữa nha. Không đế to đều không nha quý cô chú. Cái này là điều tứ diện không trống vách nào luôn cô chú nhỉ. Xin là phòng số nha. Hoành tay vị trí này là 39 nha quý cô chú. Dạ 39 đó, anh đò. Anh đò là tuốt trên luôn ha. Rồi. Chiều cao của ông nói từ mặt bầu lên tới đỉnh là 103 ha. Đường kính bầu dài nhất là 59 nè. Nôm đế là 28 nè. Rồi. Đế nó nở rồi quý cô chú. Cộng đế to to ha, không chấm nhích nào hết trơn ha. Mà nó bấu xuống không ha. Có cành thì có sẵn mình ghét mau chơi ha cô chú anh chị. Mã số 13 em xin giá luôn nha. Mã số 13 này em xin Zalo với quý cô chú là 7.500.000 ha. Dạ. Mã số 14. Mã số 14 là một phô mai tứ quý luôn ha quý cô chú. Phô mai tứ quý
bút cũng bóp chót nha, gom cũ lại đặt nha, tròn vo nè. Dạ, đến hôm nha cô chú anh chị mà nó gom củ đá luôn à. Nó khôn cạn gom lại trên nha cô chú. Cái này cọng ghẻ nó cũng bự bự lắm nha cô chú anh chị. Rồi, xin thông số nha. Hoành tại vị trí này là 42 nha cô chú. Dạ. Chiều cao từ mặt bầu lên tới đỉnh là 111 ha. Nơm đế của nó là 33 ha. Nơi cái củ đặt kẹo ở trên này là 112 ha quý cô chú. Đó, củ đặt ngay đây là 112 nha. Rồi. Nó gom đế mà không trống cách nào luôn nha cô chú anh chị. Dạ rồi, em xin giá là như ha. Rồi cây tôi quý mã số 14 nè, em xin giao lưu với quý cô chú là 6.9 triệu nha. Dạ. Dạ, cái số 15. Số 15 là mình cũng một phô mai tới quý nha quý cô chú. Một cốt chia cành đều nữa ha. Cây này nhìn rất là gió cây nha cô chú anh chị. Dạ, cốt cành này bỏ tứ diện luôn á. Này bóp vót mà cũng nó nở nữa nè ha quý cô chú. Đế làm chống vách nào hết trơn ha. Dạ, cái này có độ xấu nó hơn nữa nha cô chú anh chị. Nó gom củ đặc luôn à. Gom củ đặc, đế là không chống nào hết trơn ha. Cây ngoài nhìn khá cây nó nở củ gì nè. Dạ. Dạ, em xin số đo luôn đi ha. Hoành tại vị trí này là 50 ha quý cô chú. Dạ. Rồi đo xích lên quý chú tham khảo nha. 47 nha. Dạ. Đó, cây đẹp em đo nhiều vị trí quý cô chú xem ha. Rồi. Nơm đế là 30 nha. Đo cục đế đặt cho quý cô chú nha. Xem nha. Cục đế đặt ngay vị trí này là 119 nha. Dạ. À, cục đế đặt này ha. Rồi, chiều cao của nó từ mặt bầu lên tới đỉnh là 109 nè. Thoát thân từ cái cổ rễ đá chi đầu tiên là 23 ha. Vót ngọn còn 16 nha quý cô chú. Dạ. À. Cốt cành nó đóng đều lắm nha cô chú anh chị. Rồi, mời tôi quý mã số 15 em xin giao lưu với quý cô chú là 22 triệu nha. Dạ, 22 triệu, nguyên cái củ cho bả lửa luôn thôi chứ chị. Dạ, dạ mã số 16. Mã số 16 cũng một phôi mai tứ quý nha quý cô chú. Nhìn lắc lượng dáng lòng luôn ha. Năm nay năm gầm em quý cô chú sắm gầm về chơi nha. Dạ. Cái này đế sổ cũng khá là cao nha cô chú chị. Có gỡ chịu phía trước luôn à. Nồi đế này là cứng ngắc luôn ha quý cô chú. Nha. Không chấm nhích nào hết trơn ha. À. Nồi đế là cứng ngắc luôn. Rồi, xin cho thông số nha. Rồi, hoàn tại vị trí này là 41 nha. Em tính 40 thôi ha. Rồi. Chiều cao của nó từ mặt bầu lên tới đỉnh là 109 nha. Nôm đế là 40 luôn ha. Chiều cao từ cổ rễ tới đỉnh là 79 nha quý cô chú. Nồi đế đặt của em nó là khoảng 200 quý chú ơi. 200 ha, đặt cứng luôn, bầu tới đâu rễ tới đó luôn ha. Dạ. À. Rồi. Cây tứ quý mã số 16 này em xin giao lưu với quý cô chú là 14 triệu ha.
Cái này đế sổ mà gãy cắm không mà cô chú anh chị ha, nó bấu bấu xuống không á cô chú. Cây này để em đo cái kính bầu nó với chú tham khảo nha. Đường kính bầu là đường kính bầu của nó là 69 quý cô chú ơi. Cây này mình chậm châu chậu 8 nha. Nhà cây này đánh cái đường thân lắc cũng rất là duyên ha cô chú anh chị. Này nó thấy nó nặng lắm quý chú ơi. Dạ, em xin giá luôn ạ. Rồi. Cây mã số 10, cái 16 em xin giao lưu là 14 triệu nha. Dạ, cây này mặt nào chơi cũng ok ha cô chú anh chị. Này mặt nào cũng đẹp ha quý cô chú. Dạ, mã số 17. Số 17 là cũng một phôi mai tứ quý nha quý cô chú. Lục lực ha. Tứ quý mà bốn thân luôn nha quý cô chú anh chị. Đế thì tứ diện nha nè, để không trống chỗ nào cho nha. Mà nó có cái lỗi như đây nha quý cô chú. Nó hư cái cọng rễ đây nha, nhưng mà ở đây là nó xàm sành đá cho ha. Cây sống khỏe bình thường nha quý cô chú. Mà cái bao cây này mạnh cây nha. Nó kéo nhựa ở trên nè. Đó. Cây này ok nha quý cô chú. Rồi, xin vô thông số nha. Hoành tại vị trí này là 55 nha. Chiều cao của nó từ mặt bầu lên tới đỉnh là 68 nha. Đường kính bầu dài nhất là 63 ha. Rồi. Cây tư quý mã số 17 cũng là cây cuối clip luôn nha. Em xin giao lưu với quý cô chú là 7 triệu nha. Cây này tại nó bị lỗi gồng đế này, em mua rẻ nên em bán rẻ quý cô chú chơi nha. Đây nào hoành 50 mấy 60 bây giờ nó cũng hiếm nha. Rồi, cuối clip con xin mến chào quý cô chú luôn ạ. Mong quý cô chú ủng hộ con ha. Dạ, cảm ơn quý cô chú đã ủng hộ con nhiều clip trước dạ. Mến chào ạ. Dạ rồi, em xin chào, kết thúc clip tại đây luôn cô chú anh chị ha.